Bữa nay thằng con trai tiếp xịt ba cái chanh à, mặc dù chanh rẻ thì rẻ nhưng vẫn xịt nghe mọi người. Tại vì sâu này kia với rầy, rầy cám, rầy nhớt, rầy sâu dễ bùa, nó ăn quá trời gây ra lá bệnh thì cây chanh nó sẽ cái trái nó sẽ bị rẻ gì. Mình phải xịt cho cái lá non nó phát triển tốt thì sau nó ra trái nó không có bị rẻ. À, cái này không phải là thuốc hóa học nha mọi người. Đây chia sẻ luôn. Thì mình dùng 1 lít dầu ăn với 1 lít nước rửa chén. Dầu ăn chiên cá mình đó. Thì mình mới đổ vào cái phi. Mình quậy lại cho đều rồi xong sau đó mình chế nước vào. Cái phi là phi nhựa 200 lít nha mọi người. Đây, hậu quả của suốt mùa dịch. Phân thuốc mắc quá không xịt. Bây giờ nghĩ ra cách là xịt nước rửa chén với dầu ăn cho nó nhẹ tiền mà nó không độc. Đây, chanh rẻ bẻ bỏ. Bán được rồi. Chỉ có 3.500 một ký thôi. Số lượng cũng nhiều. Không đủ tiền phân bón thuốc trừ sâu nữa. Chanh bỏ thí nó ra toàn là rẻ không. Cái này không cho nó ra rẻ nữa. Bây giờ chăm nó cho cái lá nó tốt lại. Bữa nay thằng con trai út của mình nó xịt tiếp mình. Có ngày ở nhà học online, bữa nay chủ nhật mới xịt tiếp được. Đây, giáp bờ đây có cốc nha mọi người. Ai mua cốc thì nhắn tin mình ship cho nghe mọi người. Chanh cốc gì cũng có hết. Vườn lớn như vậy nè. Mà bán được chanh vừa rồi với cốc vừa rồi chỉ được chưa tới 1 triệu đồng. Tiền phân thuốc, tiền công cán xịt. Máy dầu thì mình xịt như vậy đó. Mình quay máy lên, xài máy nén. Máy dầu đỡ hao. Cốc này nha mọi người. Thì một lần xịt như vậy, nước rửa chén với dầu ăn thì cũng tốn khoảng chừng 100.000. Với tiền dầu khoảng chừng 30.000 nữa. Là 130.000 cho một lần xịt. Rồi nghe lời anh em bạn bè này kia, anh kêu xịt như vậy tiết kiệm, nhưng mà nó cũng sạch ra cái vụ sâu gầy này kia. Thấy có tác dụng rồi, xịt cái này chứng thứ ba rồi. Không còn sâu gầy nữa. Bây giờ mình cũng chuyển sang mình rải vào cái phân mà phân trùng quế nha mọi người. Phân này là phân vi sinh. Cái này hoàn toàn là sạch. Để cho cái bộ lá nó xanh tốt tự nhiên. Bắt đầu nó bắt phân rồi nè. Đây, cái ống dây nén của mình dài 150 mét là 3 bành dây. Lá non ra nhiều nè mọi người. Giải phân bữa nay có tác dụng rồi, đẹp đây. Nhưng mà cái lá cũ nó bị sâu dễ bùa làm cho nó bị như vậy. Thì đương nhiên cái trái nó ra nó sẽ bị như vậy. Đó, bây giờ mình lọc bỏ đi. Chuyến sau nó ra lá non, nó ra trái lại đẹp lại. Suốt mùa dịch không có cho đi vô đồng được. Chính quyền không có cho di chuyển ra khỏi nhà. Đồng án này kia cũng bỏ thí. Vô thăm toàn là thăm lén không. Bây giờ gỡ giãn cách 16, còn giãn cách 15 được vô đồng. Xịt phân bón thuốc trừ sâu thì nó cũng đỡ. Mà ra lá non ra quá tốt nha mọi người. Trước bỏ liều nè. Suốt trong thời gian ở nhà cách ly xã hội, chỉ thị 16, không được ra khỏi nhà. Tác dụng của nó là gì? Chanh thì rẻ, lá te tua hết. Bây giờ 15 rồi thì mình ra mình làm. Đó, mình giải phân ba cái phân trùng quế vô. Không có giải phân hóa học nó mắc quá. Nhà nước nói không tăng giá, một phân nó tăng lên bây giờ gấp đôi một bao rồi. Thuốc trừ sâu cũng vậy, gấp rưỡi một chai hết trơn. Thuốc dưỡng cũng vậy, phân bón lá cũng vậy, gấp rưỡi hết. Bởi vì bón phân vô làm bán chưa được cái lẻ của cái vốn. Mà cũng cố gắng chăm sóc, mong có một cái hy vọng mới. À,
hết cách ly xã hội thì đẩy lùi được dịch thì mong là cái đợt thu hoạch tới sẽ gỡ lại cái mấy cái nợ, và nợ cũng hơi nhiều. Thôi video tới đây tạm dừng, thằng trai nó thu lại hết rồi, hết vậy bắt đầu qua xịt bờ bên kế, còn hai bờ nữa mới xịt hai bờ. Có hỏi nha mọi người.